Xin chào tất cả các bạn nha. Mấy bữa nay thì ở quê mình nó mưa các bạn, nên là không nó mưa 2 ngày nay rồi, cả ngày nay ở 2 ngày nay không, nên không có cái video đi bờ dông cho các bạn xem. Chiều hôm nay thì mình đi cắm cắm câu nha các bạn, mình cũng cố gắng ra cái video cho các bạn xem nha. Dông thì phải nắng lên nó mới có nha, còn cá lóc đi cắm câu, câu đây câu cá lóc nha các bạn. Đây cá lóc bây giờ nó cũng tầm 3 4 giờ chiều rồi nha, mình tranh thủ mình cắm rồi tối mình lên mình thăm nha. Ở đây nó cũng gần nhà nha các bạn, nói chung cũng gần nhà. Hồi hôm thì đi bắt nhái này, hồi hôm đi bắt nhái, hôm đi bắt được được chắc cũng được 20 con, trên đây thì mình có 20 cần. Bây giờ mình cắm luôn nha. Đây nha, cái đây là một cái con suối nha các bạn, một con suối, nhưng mà mình nhìn thì mình thấy chắc có cá lóc ha, nên là mình lên đây mình cắm thử không biết có hay không, nhưng mà mình đoán chắc có đấy. Này nè, đó nói chung là một con suối nha các bạn, mà hai bên thì có cây cối rồi thấy cũng rất là rậm rạp này đó. Bây giờ mình cắm nha, cắm chỗ đây nè, mình cắm dọc theo hết cái bờ mương đây nha. Nhai bắt rất là khó nha các bạn, hôm bắt cả một đêm luôn được 20 con. Cắm ở đây thì bừa bừa dễ ăn nhái lắm, dùng cắm xong mà bừa bừa xíu nó ăn liền à. Nên là mình cũng sợ nhái không đủ nè, sợ cắm xong mình đi về là bừa bừa nó tới nó ăn luôn á. Chết rồi, ngon mất rồi. Nhái thì mình sẽ móc ở trên mũi nha các bạn, để cho nó sống nha. Bây giờ mình móc rồi xíu nữa chắc mình quay lại xem nha, tại vì khó quá các bạn ơi. Xíu nữa mình quay sơ sơ lại cho các bạn xem nha. Đây nói chung là nhái mình móc như thế này nha các bạn, đây nha, đó móc trên mũi nó nha, còn sống hết nha. Còn sống mà mới thả ra nằm im ru luôn rồi. Còn đó, đó các bạn. Rồi bây giờ mình cắm xuống nha. Hôm qua đi cắm các bạn mà tính tối đi thăm, mà tối đi một mình cũng ngán quá, cái để sáng nay mới đi thăm nha. Bây giờ mình đi thăm thử có hay không nha các bạn. Đi ban đêm một mình lên đây cũng ớn quá nên hôm mình không có đi, giờ sáng nay mình lên luôn. Bùm bùm nó nuốt hết mất rồi. Ôi kìa, con cần cầm xuống kia mà không biết dính đi không nha các bạn. Dính rồi các bạn ơi, đây có một con dính rồi nè. Đồ đây, u chết luôn rồi, trời ơi chết luôn rồi nha các bạn, dính một con này, giữ một cái cần này cầm xuống đây nữa nè, không biết dính đi không nha. Con này cần này đồ kéo quịu cần xuống luôn mà không không dính gì nha các bạn. Một cần hai cần mà dính được con này, nó dính sao mà trắng thiệt luôn rồi nha.
hai cân mà dính được 1 cân, 3 cân kia ăn cân trượt nữa nha các bạn. Con gì nó ăn này, đây bườm bượp nó ăn nha. Chỗ này kém được 9 cân nha. Ăn nghe kiểu gì mà không dính gì hết. 1, 2, 3, 4 cân rồi đúng không? Nháy còn nguyên luôn mà. Nháy còn nguyên luôn. Mới đập nháy rớt rồi. Có hiện tượng nữa rồi nha các bạn. Hiện tượng dính này. Đây, chua. Đấy. Không biết to nhỏ nha. Cũng được. Đây cũng dính được hai con rồi nha. Con này còn sống luôn nha các bạn. Đây con bảy nữa nè. Con này bùm bụp ăn nè. Đấy, nó cũng bùm bụp. Cũng được. Để coi còn nữa không ta. Tổng cộng ở đây 9 cân. Đây, thành quả nha các bạn, dính được hai con cá lóc này. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Còn một cân nữa nha. Để mình kiếm một cân nữa đã. À, mất đâu cần kiếm không ra nha các bạn. Còn 8 cần. Dưới ở dưới kia còn 6 cần nữa nha. Đúng rồi, 6 cần nữa. Bây giờ mình xuống dưới kia mình thêm 6 cần kia nữa nha. Hào mòn ghê quá. Tới địa điểm thứ hai nha các bạn. Này, thành quả được hai con. Tới cái địa điểm thứ hai thì có không nghe. Nói chung là dính là cũng mừng rồi đó các bạn. Mình sợ không dính con nào. Đây bùm bượp nó ăn hết rồi. Do mình cắm hơi sớm á. Ngày mai mốt thì mình cắm muộn hơn. Thì mình cắm chắc tầm 6 giờ chiều á. Muộn hơn. Sáng mình thêm cũng được. Do cắm sớm và bùm bượp ra ăn hết. Ở đây cũng con suối nữa nè. Suối nữa mà mình nghi ở chỗ đây chứ không dính. Suối này chắc người ta rạ hết. Chim không? Rồi. Đồ dính rắn nữa luôn rồi. Dính một con rắn nước nè các bạn. Một con rắn nước, còn hai cái kia không có dính nè. Đồ. Đây dính con rắn nước nè các bạn. Nó này. Con này ăn thịt được luôn nha các bạn. To ha. Đây nha. Thôi để đây. Kia nữa này. Hai cần ngồi kia nữa nha các bạn. Thôi. Để mình bắt con rắn nước cái đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Rồi cuối cùng là mắc một cần nha các bạn.
Giờ mình lại mình gỡ hai cần đây nữa nè. Chỗ đây mình không dính mà. Cần đây có hiện tượng cầm xuống đây mà không biết gì đây. Chu. Ăn mất con mồi. Cần đây có hiện tượng móc trong cũng không có gì hết, không có hiện tượng gì cả, còn nguyên. Chỗ này chắc không có cá lắp. Rồi, thôi tiếp tục còn 3 cần trên kia lên thêm nữa rồi nha các bạn. Có hàng nha các bạn. Mà dính cha con ớt các bạn ơi. Đây. Nháy kém dính ớt. Đây nè. Đó, xù phì nữa. Ngon nữa nha các bạn. Chỗ này mình kém tới 2 cần lận nha. Ồ, quá phì nữa các bạn ơi. Tính ra là cũng ok rồi. Có ha. Ui, còn ớt chà bá luôn trời ơi. Ui xù. Con nhái này còn luôn. Cũng đủ đủ mưu sinh rồi nha các bạn. Còn một cần duy nhất ngoài kia nữa. Nãy quên đem cái túi đựng ha. Tôi lấy cái bì. Chuột con ớt ngon quá. Rồi, mình thấy con ếch này còn ngon hơn con cá nha các bạn. Dương rắn nha. Tại con ếch này nó to nè. Rồi, đợi mình xíu nha, mình gỡ xíu ra. Còn duy nhất cái cần duy nhất không dính gì luôn nha các bạn. Có cái hiện tượng đây mà không biết con gì ăn này nha. Đây nè. Lột cái da ra luôn nè. Rồi cái con này nó quấn lên này nè. Đó. Không biết con gì ăn. À, lúc mình bẫy thì như thế này nè. Đây nó quấn 2-3 vòng lên trên đây nữa nè. Tức nghĩa là nó đã quấn qua đây 2-3 vòng nè. Đây. Không biết con gì. Thôi. Rồi, xíu nữa mình về nhà mình tổng kết lại nha. Thôi mình ra tới chỗ xe rồi này nha các bạn. Đây, hồi nãy mình kém ở trong lấy cái đám cò đó các bạn. Thì thành quả luôn. Thì mình được 2 con cá lóc với con ếch nha. Đấy. Con rắn. Con rắn. Lại 2 con cá lóc nè các bạn. Đó. Hết nhiều rồi chứ cũng tầm hơn nửa ký nha các bạn. Một con cá lóc này, 2 con cá lóc. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mai mốt mình kém mà mình quay lại nữa nha. Mai mốt đi kiếm chỗ nào ở trong rừng rồi kém cho nó sướng nha.